Alo, xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn bún cá Việt Nam nhé. Bún cá ở đây ngon lắm. Bún này là mua ở ngoài ngoài tiệm bán chứ không phải là nhà nấu các bạn ạ. Đây, cá rất là ngon, nhưng mà chả biết chứ. Mình thì thiên địa tù mù thì cứ ăn thôi, chứ còn không biết là độc hại thuốc men như nào thì không biết. Nhưng mình thấy người ta nấu cũng ngon, cũng hấp dẫn. Con cháu nó hôm nay, con em dâu nó không có nhà, thế là con cháu nó ăn bún này, nó cũng đặt cho mình một suất đây. Mời cả nhà ăn nhé. Mời cả nhà ăn bún cá nhé. Bún cá này, đây là mua ở ngoài tiệm. Bún cá có mấy cái rau dưa góp này, rồi cá người ta rán qua đây này, rau cần này. Ngoài Bắc là hay nấu bún cá với rau cần, ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn ăn nhé. Ăn thì bún cá thì ngon lắm cả nhà ơi. Cá người ta rán đi xong bắt đầu mới nấu nhá. Nấu bún kiểu miền Bắc đây. Thì hôm qua mình làm video về về Thiền Am. Về mấy bé mấy chú tiểu đấy thì có bạn thì yêu quý lắm, mừng rỡ bảo mình ủng hộ Thiền Am ấy, rất là quý, rất là mến. Nhưng mà có bạn rất là yêu quý mình, không thích. Nhưng mà cũng vào nói, nói là không thích, nhưng mà vì yêu quý mình thôi. Nhưng mà bây giờ không biết là mình thì mình rất muốn là ủng hộ Thiền Am, yêu quý các cháu, các chú tiểu. Thì mình chỉ biết trả lời là bây giờ đang trên đà điều tra, thì mình cứ bình tĩnh mình đợi, chứ không nên không chưa biết một điều gì hết cả. Rất là ngon các bạn ạ. Nếu mà mình ở nước ngoài ấy thì mình cứ nghe nói ăn uống ở Việt Nam rất là sợ, nhưng mà về đây thì thiên địa tù mù thì người ta bán thì mọi người ăn thì mình ăn. Chả biết là người ta nấu người ta có cho thuốc hay không, nó có độc hại hay không. Vâng, cháu ăn bún nhá. Đi đâu về rồi à? Ừ. À, trông cỏ. Mẹ đi làm rồi chứ? Mẹ đi làm rồi à? Ừ. Tìm cái gì đấy? Không biết thì khó lắm. Cảm nhận về bún thì rất là ngon các bạn ạ. Họ nấu rất là ngon. Mình thích ăn bún cá. Ok, bye bye.